Ngày 16 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời điểm thành phố Đà Nẵng đang là tâm dịch Covid-19 đợt 2. Theo cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2020, hai đối tượng là Xiang Yiping, sinh năm 1987, và Ma Bing, sinh năm 1997, mang quốc tịch Trung Quốc, cùng đối tượng Châu Vi Anh, sinh năm 1992, đã phối hợp với nhau nhiều lần tổ chức cho người khác ở lại tại thành phố Đà Nẵng trái phép. Cụ thể, trong hơn một tháng, các đối tượng đã 5 lần tổ chức cho hơn 15 lượt người ở lại khách sạn trái phép và cố tình trốn tránh khi phát hiện cơ quan công an kiểm tra lưu trú. Trước hành vi phạm tội của các đối tượng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng Xiang Ping, 8 năm tù giam, Ma Bình 6 năm tù giam, Riêng đối tượng Châu Vi Anh bị xử phạt tổng cộng 8 năm tù giam vì có thêm tội làm giả con dấu.